Rồi, chào mọi người. Ở video này mình sẽ chỉ cho mọi người cách để bật cái add-on Review Heatmap trên Anki. Cái add-on này nó cho phép mình theo dõi được cái mạch học. Thì ở đây, những cái màu ô màu xanh đậm ấy, nó thể hiện cho những cái ngày mình ôn luyện là nhiều từ nhiều thẻ. Còn có thể là những cái màu nó nhạt hơn thì là ít thẻ hơn. Trong khi đó, những cái ngày mà mình không học thì nó sẽ vẫn để cái màu trắng không. Thì ở đây nó có thể hiện một vài chỉ số, như là chỉ số những cái thẻ học hàng ngày, bao nhiêu thẻ học hàng ngày, phần trăm ngày học. Rồi thì cái streak là mạch những ngày liên tục mình học là được bao nhiêu ngày. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cách để bật nó lên. Ở bên trái cái phần Tools, mình sẽ bấm vào cái Tools và vào phần mục Add-ons. Ở đây thì mình đã có Review Heatmap rồi, nhưng mà nếu mà mọi người chưa có ấy, và muốn bật nó lên thì vào cái phần Get Add-ons. Ở đây thì nó yêu cầu mình phải đưa ra cái code, đúng không? Thì chúng ta sẽ vào cái phần Browse Add-ons và nó sẽ dẫn mình vào một cái web, Anki web. Mình sẽ tìm đến cái Review Heatmap. Nếu như nó ở ngay đầu thì mình cứ sẵn click vào thôi. Nếu không thì mình có thể bấm vào cái phần search và gõ tên nó ra. Rồi, click vào Review Heatmap. Sau đó thì chỉ việc kéo xuống. Và ở đây thì chúng ta có thể lấy được cái code và copy nó vào, sao chép. Sau đó quay trở lại cái app, mình sẽ dán cái app này vào, Ctrl V. Rồi ok. Đợi một chút, sau khi được thì chúng ta cần phải tắt máy, tắt cái app này, xong đó bật lại nhá. Restart nó lại. Ok. Rồi, như thế tắt máy và tắt cái app này xong đó bật lại thì mình sẽ có cái Review Heatmap. Trong khi mình có rồi, mình có thể vào mình cài đặt một số cái thử nghiệm xem cái màu nào mình thích thể hiện nó như thế nào. Thì như mọi người thấy đây là thể hiện liền mạch luôn, đúng không? 365 ô tương ứng cho 365 ngày và cái màu này. Nhưng mọi người có thể thay đổi. Quay trở lại cái Tools và vào Add-ons, click vào Heatmap. Sau đó ở phần mục Color này, mình có thể thay đổi cái màu. Ở đây mình có thể thay đổi các cái màu khác nhau, mình có thể thử nghiệm nha. Mình thử cái màu này đi. Sau đó cái phần mục lịch thể hiện ấy, thì nó có hai kiểu. Một kiểu là liên tục này, Yearly Overview là nó không có ngắt quãng ấy. Nhưng mà Continuous Timeline thì nó sẽ chia theo tháng. Mình nhấn vào đây. Bên dưới là nó cái thể hiện cái ở cái màn hình chính là nó có hiển thị lên không. Mình có thể tắt bỏ này. Desk screen có thể hiện không. Đó, tương tự với cái phần start screen ấy, nó có thể hiện không. Mình có thể ok vào, đồng ý. Xong mình quay lại xem cái mình thay đổi mình có thích không. Ví dụ như này đi, mình quay lại những năm trước mình đã dùng. Thì bây giờ mình đã dùng sang một cái máy mới rồi nên mình không dùng cái bản này nữa. Đó, nó sẽ thể hiện theo theo tháng này. Đó, thì khi mà nhìn được như này thì mình sẽ cũng khá là hay, mình theo dõi được cái mạch học của mình. Ok, hy vọng rằng mọi người đều có thể cài đặt thành công cái add-on này và theo dõi mạch học của mình nhé. Chào tạm biệt.